Các cầu thủ cả hai đội Mega Bắc Bình Dương và Jensu đang chụp ảnh lưu niệm trước trong thành phần của Mega Bắc Bình Dương, thì những cầu thủ có bề dày kinh nghiệm trận bạc như Lê Tấn Tài và anh Đức Công Vinh đã thực hiện được ba cú bóng và cắt ngang pha tấn công của Mega Bắc Bình Dương. Tấn Tài đó là cầu thủ Jensu, thì Mega Bắc Bình Dương đã để cho đội khách tạm dẫn với tỷ số là 1-0. Công Vinh vừa rồi thì anh Đức đã té ngã trong khu vực 16m50, tuy nhiên không thuyết phục được đồng bàn. Và bây giờ là pha chặn bóng rất hiệu quả của Mô Sát. Trong trận đấu này thì màu sắc của các câu lạc bộ Trung Quốc đã giúp họ đạt cái thành công ở đấu trường của châu lục FC Champions League năm 2015. Câu lạc bộ Cameroon mọi set của Mega Bắc Bình Dương cũng cho thấy khả năng thu hồi bóng tốt như thế nào. Một cầu thủ khá toàn diện, không có phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Đặng Văn Robert, nghĩa là Đặng Văn Robert. Minh Trung, hey! Bàn thắng đã được ghi, tỷ số là 1-0 và đó là pha lập công của Đặng Văn Robert. Khi mà thời gian cuối một chỉ còn được tính bằng giây, thì đội bóng của sân Thống Nhất đã có một pha phối hợp rõ nét đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay và ngay lập tức nó được biến thành bàn thắng, pha lập công của Đặng Văn Robert và đó là bàn thắng thứ hai của cầu thủ này. Giá trị của những cầu thủ kinh nghiệm. Ta cùng xem cái cách mà Quang Vinh hãm bóng cho pha băng lên của Minh Trung và sau đó là đường căng ngang giúp cho Đặng Văn Robert lập công ở khoảng cách gần. Tỷ số là 1-0. Đức bình tĩnh, Minh Trung. Như vậy là đã có bàn thắng sang bằng tỷ số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Người lập công đó là Đặng Văn Robert. Chúng ta cũng thấy một pha di chuyển rất khôn khéo của Đặng Văn Robert để loại bỏ hàng phòng ngự của SCB Đà Nẵng. Nhưng công đầu phải kể đến đường truyền, một pha xử lý bình tĩnh và một đường truyền đầy cảm giác của Minh Trung. Điểm rơi của bóng là ngay đà di chuyển của Đặng Văn Robert. Cú sút thẳng vào, rất nguy hiểm, như vậy là có bàn thắng rồi, rất đẹp mắt. Vâng, cuối cùng thì trước khi hiệp đấu đầu tiên được khép lại, Đặng Văn Robert chúng ta thấy. Vâng, Đặng Văn Robert, cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh, có một pha đánh đầu để giúp Kizito đã chủ động hơn. Kizito, Antonio Carlos đã giãn sang bên phải. Cú đánh đầu hiểm hóc quá tuyệt vời, đó là một pha đánh đầu quá tuyệt vời của Đặng Văn Robert. Tỷ số là 2-1. Sài Gòn FC với những sự điều chỉnh cần thiết và sự hợp lý và tính hiệu quả đã nhìn thấy rõ. Antonio Carlos thực hiện cú chào bóng chính xác, nhưng phải nói rằng đây là một pha đánh đầu